Rồi em chào bà con nha. Nay ngày 3 tháng 6 2024 ha. Nay đầu tháng ha, chúc bà con sức khỏe nha. Rồi em bán số điện thoại ha, rất là rẻ luôn, điện thoại cũ nha, rẻ bèo luôn ha. Ai mua thì đọc cái mã số thứ tự trên cây điện thoại ha, cho em ha. À, cây này mã số là 430 ha. Cây này Oppo Neo 7 nè, màu trắng đẹp ha. Đó, cây này full chức năng không lỗi gì hết luôn, riêng nguyên cây luôn nha. Học online tốt Android 5 chấm luôn, em bán có 350 à. Cây này xài được hai sim 4G luôn ha. Máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó, bỏ sim vô nghe gọi cũng lời nữa ha. Máy này thì nói chung là 350 thì máy cũng ok ha, bỏ sim nghe gọi pin thì tốt lắm. Đó, pin bỏ sim nghe gọi cả ngày luôn ha. Em bán có 350 xài được hai sim luôn cũng lời nữa. Mã số là 430 ha. Bên em bán có cọc nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel nha. Viettel 50 hay 100 gì đó. Cộng trăm thì em sẽ bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi 3 430 nha, 350 ha. Rồi 431 nè, cây này cái Oppo một Oppo Neo 7 màu đen ha. Cây học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 350 thôi. Nó màu đen luôn. Bên em bán ship toàn quốc luôn ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Màu đen này thì em có hai cây nha. Mã số là 431 nha, 350 nha. Hai sim 4G luôn, bỏ được hai sim luôn nha. Máy móc full chức năng riêng nguyên cây luôn. Màu đen ha. Rồi cây này Oppo Neo 9 nè. Cây này RAM 2, bổ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 350 nha. Nó xài được cũng được hai sim, mã số là 432 nha. Máy móc thì riêng nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, riêng nguyên cây tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc riêng luôn, bỏ được hai sim 4G luôn. Mã số là 432 nha, 350 ha. Rồi mã số là 433 nè, cái Oppo Neo 9 nha, màu vàng ha. Cây này RAM 2, bổ nhớ 16, Android nó 5 chấm. Em bán cũng có 350 thôi, bỏ hai sim nghe gọi luôn ha. Hai sim 4G luôn, mã số là 433 nha. Máy này cũng là riêng nguyên cây full chức năng, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng cho bà con nè. Đó, chọt sim ra nha, chọt sim ra, khai sim có được hai sim một thẻ nhớ nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, xài bỏ sim nghe gọi cũng lời, có 350 thôi ha. Đó, bên em bán trước nha, có cọc ha. Rồi 433 nha, 350 ha. Rồi cái 434 nè, cây này nhỏ rộn lắm mà bền lắm, bia màn hình nó chắc nịch ha. Cây này rin luôn nha, rin luôn. Nó là Galaxy Z200 nha. Học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này xài cũng được hai sim 4G ha. Em bán 350 luôn, mã số là 434 nha. Đó, 350 thôi. Rin nguyên cây full chức năng, màn hình rin, main rin, rin hết. Đó, màn hình rin nó bền lắm, chắc nịch ha, bỏ túi nghe gọi đã lắm ha. Đó, tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con rồi ha, tải sẵn ứng dụng luôn rồi. Đó, em tải sẵn ứng dụng cần thiết luôn ha. Rồi, máy móc ok full chức năng luôn nha. Mã số là 434 nha, có 350 xài được hai sim luôn nha, hai sim 4G luôn. Rồi cây 435 nè, cây này cây Galaxy Z1 2016 nha. Đó, học online tốt, Android 5 chấm luôn, em cũng có 350 thôi, bán có 350 thôi, hai sim luôn nha, hai sim 4G luôn, mã số là 435. Nó cũng rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Đó, màn hình rin luôn. Cây này nó với là cây Galaxy Z3 20 á, nó giống giống. Thằng này nó cũng ở trên màu đen, ở dưới màu vàng. Đó. Nó cây Z3 20 nó cũng giống giống ha. Đó, cây này mạnh lắm, pin thì tốt lắm, bỏ túi nghe gọi đã lắm, gọn hơn à. Mở chắc nịch thôi nha. Màn hình rin luôn, main rin rin hết toàn bộ luôn. Có 350 rồi nha. Đó, mã số là 435 nha. Rồi 436 nè, cây Moto C nha, học online tốt, Android 7 chấm luôn. Đó, Android 7 chấm luôn nha. Em bán có 350 luôn, xài được hai sim luôn. Mã số là 436 nha. Đó. Cây này cũng là rin nguyên cây full chức năng, màn hình nó hơi chạy nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì mấy, bỏ hai sim nghe gọi tốt luôn, mạnh lắm nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Máy nói chung là mạnh ha. Nó cùng mô tô nó bền lắm. Máy móc ok luôn ha. 350 dần, mã số là 436 nha. Rồi 437 nè, cây này cây Huawei ZAZZ nha. Cây này bị nứt miếng tí nị ha. Nứt miếng ngay này ha. Đó. Máy móc ok, màn hình bự luôn. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Đó, em bán có 350 rồi nha, cho bị nứt ha. Cây này có găng tay một chạm nè, nó mạnh lắm, xài được hai sim luôn nha. Nó mạnh lắm.
350 ha, bị nứt một miếng ha. Cây này mua về nghe gọi cũng lời nữa ha, mã số là 437 nha. Đây màn hình riêng nguyên cây full chức năng luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình nó hơi vàng vàng nhẹ nhẹ nha, nhưng mà ảnh hưởng gì máy, bỏ sim nghe gọi tốt, pin tốt lắm nha. Nó trâu bò luôn, có nước miếng chỗ này ha. Đó, em bán rẻ bèo, giá bán giống giá sát ha, có 350 rồi nha. Mã số là 437 nha. Mua về bỏ sim nghe gọi cũng đã, nó bự nha, bự ha, bự hơn cây G1 bự lắm ha. G2 bự lắm, nó bự hơn miếng ha. Rồi 437 nha, 350 nha. Rồi cái 438 nè, cây này cây V Max B ha. V Max Start B ha, cây này RAM 2, bổ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán 400 nha, 400 mã số là 438 nha. Bỏ được hai sim nghe gọi tốt luôn, cây này không nứt không bể không gì hết, màn hình nó hơi chày nhẹ thôi nha. Đó, riêng nguyên cây full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy nó nhỏ gọn ha, gọn hơn là pin cũng tốt lắm, pin rời luôn nha. Đó, xài được hai sim 4G luôn. Đó, 400k nha, mã số là 438 nha, 438 ha. Rồi cái 439 nè, cây Galaxy Z500 nha, Z500. Đó, cây này học online tốt, Android nó 5 chấm luôn, cây này em bán 450 nha. Mã số là 439 nha, xài được hai sim 4G luôn, riêng nguyên cây luôn, màn hình riêng men riêng luôn. Riêng hết toàn bộ luôn nha. Máy móc ok, full chức năng, pin thì tốt, xài được hai sim 4G luôn. Nó cuốn Z500 ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi 450 mã số là 439 nha. Rồi 440 nè, cây Z320 nè, học online tốt, Android 5 chấm ha. Cây này em bán 450, xài được hai sim 4G ha. Mã số là 440 nha. Đó, máy móc nè, rin nguyên cây full chức năng, màn hình rin hết toàn bộ luôn nha. Đó, đã lắm, màn hình rin màn hình rin nó đẹp ken sờ ben ha. Đó, tải sẵn ứng dụng pin thì tốt lắm. Máy móc ok luôn ha. Rồi em bán 450 nha, mã số là 440 nha. Nó bỏ hai sim nghe gọi cũng lời nữa ha, có 450 rồi nha. Mã số là 440 ha, 450. Rồi mã số là 441 ha. Cây này Galaxy S5 nha. Đó, S5 luôn. Cây này có đo nhịp tim luôn nha, có hồng ngoại luôn nha. Đó, rin nguyên cây luôn, màn hình rin men rin rin hết luôn nha. Cây này có 4G luôn ha. Mã số là 441 nha, 450 nha. Android nó 6 chấm luôn, RAM 2 bộ nhớ 16, Android 6 chấm, màn hình Super AMOLED luôn nha. Máy máy vỏ nó cũ qua 5 tháng nhưng màn hình nó đẹp nha, có dáng mới lột ha. Đó, máy móc nó đẹp ken luôn ha. Đó, đời đầu của chống nước mà giờ nó không chống nước được đâu. Máy móc ok luôn, màn hình Super AMOLED đẹp ha, rin đã lắm ha. Nó rực đã lắm. Nhìn nó phê gì đâu, đẹp ken luôn ha. Vỏ thì xấu qua 5 tháng thôi, nhưng nó ra cũng nay cũng cỡ 9 10 năm rồi ha. Nó còn bền như vậy là xài biết nào hư nó ha. Mã số là 441 ha, 3450 nha. Rồi 442 ha. Cây này cây V Max Start 3 nha. Nó bị lót miếng ha, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Cây này riêng nguyên cây full chức năng, camera kép găng tay một chạm luôn. RAM 2 bổ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn. Đó, cây này thì em bán 650, 550 em bán còn 450 luôn. Sổ cho cái này cho ra luôn ha. 450 giá vốn luôn, em sổ luôn cho ra luôn ha. Mã số là 442 nha, 442 găng tay một chạm camera kép nè. Nó mạnh lắm. Máy móc ok full chức năng luôn. Đó. Máy móc ok luôn ha. Màn hình đẹp lắm, giọt nước luôn nha. Đó, thấy không? Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha, full chức năng, bỏ sim nghe gọi đỡ ha. Hai sim luôn nha. Pin thì tốt lắm, sạc đuôi taxi luôn. Đó, em bán có 450 luôn, sổ cái này luôn ha. Mã số là 442 nha. Rồi cái 443 nè. Cái này Galaxy Z700 ha. Màn hình rin rin hết toàn bộ, bị ám nhẹ ha. Đó, Z700. Z7 2015 nha. Đó, bị ám nhẹ một miếng nha. RAM 2, bổ nhớ 16, Android nó là 6 chấm luôn. Cây này em bán 450 thôi, 450 rồi bỏ được hai sim nghe gọi 4G luôn ha. Mã số là 443 nha. Đó, rin nguyên cây luôn. Pin rời dễ thay, dễ sửa, dễ xài ha. Được cái màn hình rin luôn, đã lắm, mượt lắm nha. Pin thì tốt lắm. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi có 450 rồi, mã số là 443 nha, 443 ha. Rồi 444 nè, cây này cây Sony XA1 nha. Đó, cây này bị nứt miếng. Nứt có một miếng đây. Nứt miếng ngay góc này ha, cảm ứng thì xài bình thường nha. Đó, đựng cái RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm nhỏ gọn ha. Máy móc ok, xài được hai sim luôn.
Đó, Android nó 8 chấm RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn, em bán 500 nha, 500k ha. Mã số là 444 ha, 3 số 4 ha. Cây này mà không bị nứt rồi em bán tới 7-800 ha. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng rồi. Cảm ứng này kia ok hết luôn nha. Chỉ có bị nứt cả màn cả kính thôi ha. Sạc cũng đuôi taxi nha. Đó, máy móc đẹp ken lúng vuông đã ha. Bỏ túi nghe gọi đồ được đã lắm ha, tốt ha, mạnh lắm nha. Android 8 chấm mạnh lắm ha. Rồi 500k nha, mã số là 444 ha. Bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi mã số là 4 số 34 ha, 3 số 4. Rồi mã số là 445 nè, cây này cây Redmi 7A nha. Cây này rung của nó tiếng Anh nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán có 500 rồi nha, chứ rung mà tiếng Việt là em bán cây này tới 600, 700 nữa. Đó, cây này mạnh lắm, xài được 8 nhân mỗi nhân 2 hết. Đó, em bán 500 nha, mã số là 445 nha. Nó là đẹp ken span luôn, chứ chỉ là tiếng Anh thôi. Nhưng mà những ứng dụng tải vô là tiếng Việt ha. Đó, máy móc đẹp ken span luôn, full luôn ha. Đó, màn hình Rin Man Rin Rin hết luôn. Rin hết luôn. Đó, cây này em bán giá có 500 ha, mã số là 446 nha. Xài được 2 SIM 4G luôn nha. Rồi, cái 447 446 nè. 446 là cây Oppo F1S nha. Nó RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm. Cây này em bán 550 thôi, RAM 3 luôn, cũng bộ luôn nha. Nó 550 thôi. Thường thường em bán tới 7-800, nhưng em bán có 550 luôn. Cây này mã số là 446 nha. Mấy cái góc này hơi mẻ ha. Nhưng mà mấy góc này bể cái lớp bo ha, nhưng mà không có ảnh hưởng tới màn hình nha. Màn hình thì đẹp nha. Màn hình không nứt, không bể, không gì hết luôn nha. Đó, màn hình không bể, không nứt, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Đó, máy móc ok luôn ha, đẹp nha. Có găng tay trên nút home luôn đó nha, găng tay nút home luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi đó. Máy móc ok thôi. Đó. Máy cũng còn đẹp, có 550 rồi nha. Mã số là 446 nha, 550 ha. Rồi cái 447 nè, em có cây No 6.1 Blade nha. No 6.1 Blade bị nứt. Nó bị nứt góc ở đây nè ha. Cảm ứng thì xài bình thường, máy full tải sẵn ứng dụng, nó bị nứt. Cảm ứng xài bình thường nha. Đó, cảm ứng full chức năng, không lỗi gì hết nha, chỉ có bị nứt màn hình thôi. Nếu mà cây này mà không nứt em bán tới 900 rồi nha. RAM 4 16 64, Android nó 10 chấm luôn mà. Cây này găng tay một chạm, camera kép luôn nè ha. Nó bị nứt em bán có 550, 550 nha. Mã số là 447 nha. Nó sạc đuôi taxi 2 SIM 4G luôn. Nó chọt SIM ở đây ha. Đó, máy móc ok luôn nha. Nó bị nứt thôi chứ xài bình thường tốt lắm, rất là mạnh luôn nha. Nó mạnh như súng đạn, nó RAM 4 64 mà cũng nô, nó mạnh lắm nha. Nó mạnh cực kỳ luôn. Mạnh lắm. Rồi, cây này đẹp nữa ha. Đó, có chỗ nào gần nhà có chỗ ép kính đi ép một cái là ok đẹp luôn ha. Đó, cây này em bán có 550, mã số là 447. 447 ha. Rồi cái 448 nè, Galaxy S7 Edge nha, Galaxy S7 Edge nứt sọc ha. Cây này em bán giá sát nha. Chứ thường thường cây này tới mấy triệu luôn, chứ không phải đơn giản. Cây này màn hình Super AMOLED mà có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè ha. Đó, ai muốn trải nghiệm thì cái này ha, RAM 4 nha. Của thằng Sam luôn mà, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm chứ không phải thường ha. Nó rất là mạnh mà màn hình Super AMOLED có sạc không dây nữa. Đó, em bán 600 nha, mã số là 448 nha. Đó, chơi được liên quân Wi-Fi với up luôn, rất là mạnh mẽ nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó, con cá nó lội không, rất là đã luôn ha. Đó, đó, màn hình nó bị sọc một miếng nha, bị nứt một miếng chỗ này ha. Không ảnh hưởng gì mấy nha, chỉ xài về vô tư. Cái men này hai sim luôn nha, máy này hai sim nha. 448 nha, có 600k ha, 600k sở hữu cái này ha, nghe gọi tốt lắm, đã lắm ha. Màn hình Super AMOLED cong luôn nha. Rồi cái 449 nè, cây này cái Galaxy S6 nha, S6 ha, nó không có bị bể mà bị tróc thủy thôi nha. Đó, màn hình Super AMOLED trong gel ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán có 600 rồi nha. Đó, mã số là 449 nha, mạnh lắm, chơi được Liên Quân Wi-Fi về up luôn, nó mạnh. Màn hình Super AMOLED có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè ha, có hồng ngoại luôn nha. Đó, máy móc ok luôn, đó, màn hình nó đẹp trong veo luôn, chỉ bị tróc thủy nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì mấy cái màn hình ha. Đó, ví dụ mình xài vậy còn xài mình thích mình đi ép kính là nó hết ha.
Máy móc ok, full chức năng đẹp kênh luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Cái găng tay trên nút home rồi luôn nha, màn hình Super OLED luôn, cứ 600k thôi, 600k nha, mã số là 449 nha, của làm sao luôn ha. Rồi cái 450 nè, cây này cây Sony G3116 nha, nó RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 650, mã số là 450 nha. Về thòn nó nhỏ gọn, nó cứng khự, nó cùn cùn làm sao đó, nó sang sang sao đó. Sạc còn đôi tai si, xài được hai sim ha. Đó, máy móc ok. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, pin thì tốt lắm. Đó, còn cứng khừ luôn ha. Nó khuôn khuôn sao đã ha, nó sang chảnh ha. Đó, cây này có 650 ha. Mã số là 450 ha. Rồi 451 nè, 451 nha, iPhone 6G nha. Nó bị nứt một tí nị. Tí nị, à, đây mẻ tí nị ngay góc này ha. Được cái màn hình Green Man Green ha, full chức năng không lỗi gì hết nha, có găng tay luôn, máy sạch sẽ. À, quốc tế luôn nha. Quốc tế luôn, bỏ sim nào cũng được ha. Máy móc sạch sẽ, green luôn. Đó, có găng tay luôn, màu đen luôn, màu vàng ha. Cái này quốc tế full chức năng luôn ha, em bán có 650. Hồi đó em cầm đâu bộn á nha, bộn á, mười mấy triệu cũ đi mua nó không nổi á. Mà giờ có 650 rồi sở hữu cái này. Mã số là 451 ha, iPhone 6G ha. Đó, hồi đó cầm 5S rồi đi mua là 7 cũ. Mà đi kiếm mua mới cũ. Còn 6G là mười mấy cũ đi mua đó. Mà giờ bán có 650, mã số là 451 nha. Chơi được tất cả các ứng dụng như game Liên Quân, Free Fire chơi được hết nha. Đó, tải nhập tài khoản vô rồi tải ha. Rồi cây Redmi 5 Plus nha, nó bị lót nhẹ ha. RAM 4 nha, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Cây bị lót ha, em bán có 650 nha. Găng tay một chạm, đèn led kết, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, mã số là 452 nha. Đó, cây này thì chuyên người chơi game Liên Quân, Free Fire bị úp luôn, màn hình không chày không nứt gì hết nha, bị lót miếng nha, bị lót một tí nị ha. Nè, bị bụi vô đây vô cái lót ha, chứ màn hình thì không ảnh hưởng gì mấy nha, rất là mạnh mẽ. Tải sẵn ứng dụng vô con luôn. Full chức năng luôn nha, máy móc không có lỗi gì hết. Rồi pin thì tốt lắm, chơi được game luôn nha, có 650, RAM 4 mua nhớ 64 nha. Đó, mã số là 452 nha, 452 650 chơi game ha. Rồi cái 453, cái này cái Galaxy A5 nha, A5 2017 nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cái này màn hình Super OLED, có sạc không dây, có sạc đuôi tai si, xài được hai sim luôn. Em bán có 700 nhân màn hình Super OLED không à. Cái màn hình này không là dư giá tiền luôn á. Màn hình này bộn tiền á. Nhưng mà em bán giá chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Đó, màn hình Super OLED luôn. Đó, đẹp kênh spam luôn ha. Đó, em bán giá có 700, mã số là 453 ha, 453 700k nha. Rồi, cây này 454 nè, Galaxy A7 2017 luôn nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này em bán 750 nha, sạc đuôi tai si, sạc không dây ha. Cây này 750 nha, màn hình Super AMOLED luôn nha. Màn hình Super AMOLED có cái găng tay trên nút home luôn, màn hình Green luôn, máy móc Green hết toàn bộ luôn ha, full chức năng. Đó, xài được hai sim luôn. Đó, màn hình đẹp không? Nó Super AMOLED luôn, có phim đã lắm nha. Đó, lên mà độ phân giải mà 2K coi đẹp lắm, cực kỳ luôn ha. Rồi, cây này em bán giá là 750 nha, mã số là 454 nha. Rồi cái 455 nè, 455 là Galaxy A6 nha. Đó, găng tay nằm đây nè ha. A6 là bền lắm nha. Nó chắc nịch, nó bền cùi cùi đã lắm nha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này mạnh nữa, nó tương đối là xài được, tầm giá là ok của Sam luôn ha. Em bán có 750 chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Em nói thật, em bán rẻ nhất, rẻ cho bà con xài ha. Có 750, mã số là 455 nha, xài được hai sim 4G luôn, chọc sim ở đây nha, một thẻ nhớ luôn nha. Đó, chọc sim ở đây nè. Cây này mà làm gì mà cầm giá là 750 đi mua được nó thiệt. Không phải đơn giản, cái em bán rẻ thiệt rẻ hỗ trợ bà con nha, gắng cố gắng hỗ trợ. Cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn, màn hình riêng man riêng hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Cây này màn hình riêng đúng nha. Đó, em bán rẻ bèo luôn, có 750, mã số là 455 nha. Đó, hơi ám nhẹ tí nị không ảnh hưởng gì mấy nha. Nó đựng cái màn hình rin. Đó, đựng cái màn hình rin nha.
nó còn đẹp lắm, máy móc ok, full chức năng luôn nha. Rồi em bán có 750, mã số là 455 nha. Rồi cây 456 nha, cây này cây ớt 7 ẹt ha, bị nứt ha. Đó, cây này thì được hai sim luôn. Đó, bị nứt miếng ha, gam 4, bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm, cây này 64GB nha. Android 7 chấm em bán giá sát luôn ha. Đó, cây này có sạc không dây nè, màn hình Super AMOLED cong luôn, có cái đo nhịp tim nữa ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Cây này em bán 800 nha, mã số là 456 nha. Đó, bị nứt miếng ha. Cảm ứng thì xài bình thường full chức năng. Đó. Cái màn hình đẹp trong chắc luôn ha. Cây này đi ép kính được luôn đó nha. Đó, mua về thì ai để vậy xài ha, còn không đi ép kính nha. Máy màn hình cong Super AMOLED cong luôn, đẹp luôn nha. Đó, thấy nứt vậy đó, chứ màn hình ở trong nó đẹp trắng ha. Đi ép kính thì ok luôn ha. Đó, em bán có 800 rồi nha. 800k mà được RAM 4 nhớ 64 nha. Đó, bộ mã số là 456 nha, 456 ha. Rồi cái 457 nè. Cây này Galaxy Note 9 nha. Nó chính là một cái PC luôn nha. Cây này mua cái đồ chuyển đổi cái đuôi thành PC luôn nha. Nó là một cái PC mini luôn nha. Đó, nó có cái viết luôn nha. Đó, nó chính màn hình Super OLED cong luôn nha. Hàng này hồi đó em mê lắm mà dễ gì mua nổi nữa. Bây giờ em bán có giá con 1,8 triệu. Đó, mà RAM 6, bộ nhớ 128, Android 9 chấm luôn. Cây này xài được hai sim luôn nha. Sạc đuôi Type-C, sạc không dây, đo nhịp tim, camera kép, xài được hai sim luôn nha. Đó, giá con 1,8 triệu, nó bị đốm một đốm nhỏ xíu ha. Mã số là 457 nha. Đây, màn hình màu đen thì không thấy gì hết luôn. Dễ gì thấy được cái đốm đó ha. Nhưng mà em bắt lên cho bà con coi nha. Đây, cái đốm nhỏ xíu ở đây nè ha. Đó, không ảnh hưởng gì mấy, đốm nó không lan nha. Màn hình trắng nõn. Đây, trắng nõn luôn nha. Đó, không bể nha, không nứt. Đó, trắng nõn luôn, bị đốm nhẹ tí nị thôi. Chứ cây này dễ mà cầm được nó, năm cũ đi mua nó. Giờ em bán con cũ 8 nha. À, RAM 6 bộ nhớ 128 nó chín luôn. Mã số là 457 nha, 457 ha. Đó, máy còn cứng khừ. Gỡ bèo ha. Rồi mã số là 411 nè, Galaxy Z200 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này xài được hai sim luôn. Vỏ nó màn hình hơi chày, vỏ cũ ha, em bán 300 nha. Mã số là 411 nha, xài được hai sim rất là bền nha. Cây này thì pin trâu á, mà bỏ sim nghe gọi bền lắm, nó bền cực kỳ luôn, màn hình nó cứng khừ ha, nó gọn hơ luôn, bỏ được hai sim luôn. Mã số là 411 nha, 300k ha. Rồi cái 412 nè, Galaxy S4 nha, nó bị sọc một đường ha, màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn, nó bị sọc một đường một ha, cảm ứng xài bình thường, full chức năng, nó pin thì tốt. À, máy móc ok luôn ha, màn hình Super AMOLED luôn, có hồng ngoại luôn nha. Rồi cây này em bán 300 nha, 300 ha, mã số là 412 nha, 300k ha. Rồi cái 413 nè, cây này cây Movitas ha, cây Z2 ha, Movitas Z2, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn nha, có găng tay luôn nha, nó đèn led kết luôn, xài được hai sim luôn. Đó, em bán có 300k ha, mã số là 413 nha, 300k cái này ha. Đó, nó bị chóc thỉ chỗ này ha, không nứt không bể không gì hết, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha, nó bền lắm, máy móc ok luôn, cứng khừ ha, pin thì trâu lắm. Rồi có 300k vừa đủ, cái này bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha, có găng tay luôn nha, để ngón tay vô đúng găng tay là phực màn hình lên ha. Rồi cây này 300k ha, mã số là 413 nha. Bên em bán có cọc á, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi 300k mã số là 413 nha. Rồi 415 nè, cây này cũng 350, Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn ha. Đó, em bán có 350 thôi, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha, màn hình riêng men riêng hết toàn bộ luôn, đó tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt ha. Rồi có 350 ha, bỏ được hai sim luôn, mã số là 415 nha. Rồi cái 416 nè, đó cây này cây Galaxy Z5 Prime nha. Này bị đốm màn hình luôn. RAM 3, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm. Em bán 350, bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha. Mã số là 416 nha. À, máy móc ok luôn ha. Được, màn hình đốm, màn hình riêng luôn bị đốm ha. Đốm chỗ này nè. Đốm nó vài bữa xài có thể hết luôn ha. Tại vì nó không nứt nha. Chỉ bị đốm, bị tức màn hình đốm thôi nha. À, cảm ứng xài bình thường, màn hình riêng luôn.
bỏ được hai sim 4G luôn ha, à, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha, máy móc ok luôn ha, nó tốt lắm ha. Rồi cây này 350 à, mã số là 416 nha. Rồi cây 417 nè, cây Oppo F5 nha, cây bị nứt. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 400 thôi, 400k nha, găng tay một chạm luôn. Mã số là 417 nha, bỏ được hai sim 4G luôn, găng tay nằm ở đây ha. Cây này rất là mạnh nha. Đó, nhưng mà tải sẵn ứng dụng luôn bị nứt nè. Từ đây lên đây ha, cảm ứng thì xài bình thường. Đó, nó bị nứt một đường ha. Máy cũ qua 5 tháng em bán rẻ ha, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. Em bán có 400k ha, mã số là 417, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, máy móc màu đen nha, máy nó cũ qua 5 tháng nha. Rồi cây 418 nè, Mobile S50 nha, Mobile S50 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm nha. Cây này em bán 400, mã số là 418, màu đỏ ha, xài được hai sim, cũng còn đẹp, cây xe ben bóng lưỡng ha, nó đã lắm nha. Cây này thì zin nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, màn hình zin men zin zin hết luôn, full chức năng luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con rồi nè, pin thì tốt lắm, bỏ được hai sim luôn. Đó, máy móc ok, màu đỏ đẹp quá trời luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 400 nha, mã số là 418 nha. Rồi cây 419 nè, cây này cây Lenovo A7000 ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm nha, Android 6 chấm luôn. Em bán có 450 nha, nó bự lắm nha. Nó bự ha, xài được hai sim luôn. Có 450, mã số là 419 nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, pin thì tốt lắm, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, ứng dụng có đầy đủ nha. Đó, máy móc màn hình zin men zin hết toàn bộ luôn, nó vuông vuông ha. Rồi cái này 419 nha, 450 nha. Rồi cái 420 nè, cây này cây Z Test B51 nha. Cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn, pin thì trâu lắm, nặng kịch ha. Đấy, xài được hai sim, dở cái nắp này lên có hai sim một thẻ nhớ nha. Em bán 450 luôn, mã số là 420 nha, 420. Cây này thì pin trâu lắm, màn hình zin men zin hết toàn bộ luôn nha. Pin thì trâu lắm, nó nặng kịch ha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha, bền lắm. Biết chừng nào hư nó, trừ khi rớt bể thôi ha, đập bể thôi ha, chứ xài biết chừng nào hư nó. Rồi mã số là 420 nha, 450, 450 ha. Rồi mã số là 421 nha. Cây này cây Asus Z0010D nha. Cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây nặng kịch ha. Nó nặng cùi ha. Đó, màn hình zin men zin zin hết toàn bộ luôn. Pin thì tốt lắm. Đó, đã lắm nha. Đó, cũng mượt lắm nha. Máy móc ok, full chức năng luôn ha, không lỗi gì hết nha. Đó, màn hình cũng còn đẹp luôn nha. Đó, máy móc ok luôn nè. Đó, cây này em bán 450 nha, mã số là 421 nha. Nó xài được hai sim luôn á. Bên em bán có cọc, nhưng ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng trăm em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì mua cái cạc Viettel ha. 421 nha, 450 ha. Rồi cái 424 nè, cây Mobitas S2 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 600 RAM 3 luôn nha. Nó găng tay một chạm, xài được hai sim 4G luôn ha. Màn hình thì đẹp nha. Vỏ thì nó tróc qua 5 tháng thôi, chứ thật ra màn hình nó đẹp, máy đẹp nha. Xài full chức năng ha, không lỗi gì hết, pin thì tốt ha. Bỏ sim nghe gọi ok luôn, được hai sim luôn nha. Cây này RAM 3 rất là mạnh nha, RAM 3 em bán 600 găng tay một chạm luôn nha. Mã số là 424 nha. Rồi cây 425 nè, cây Vivo Y51A nha. Cây này đặc biệt nha, nó hai phiên bản, một là RAM 2 bộ nhớ 16, hai là phiên bản 464 nha. Cây này phiên bản 464, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 700 mà. RAM 4 bộ nhớ 64, RAM bán có 700 mà. Máy cũng còn đẹp kê luôn ha. Đồ máy đẹp kênh span luôn, nhỏ gọn ha, mà mạnh dữ lắm nha. Mã số là 425 nha, nhỏ mà mạnh mạnh cực kỳ luôn, mạnh như súng đạn á, nó rất là mạnh, chạy một cái là vào 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 luôn. Nó tải sẵn ứng dụng luôn, à muốn làm gì cũng nhanh gọn lẹ ha, bấm vô một cái là chạy liền ha. Có 700k, mã số là 425 nha. Rồi cái 426 nè, Galaxy Z6 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn.
cây G6 ha, mã số là 426 nha, 700k nha. Cái mặt lưng nó bị nứt miếng ở đây ha, găng tay nằm đây ha, vỏ thì xấu ha. Đó, màn hình thì đẹp nha, màn hình ok luôn, full chức năng luôn nha. Đó, màn hình thì đẹp ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, máy móc ok luôn. Đó. Đó, cây này em bán có 700 RAM 3 vẫn nhớ 32 luôn nha. Galaxy G6 luôn, găng tay nằm đây ha, xài được 2 SIM 4G luôn. Mã số là 426 nha, 700k ha. Rồi 427 nè. Cây này cây Huawei Nova 2i nha. Đó, RAM 464 nha. RAM 4 64 Android 8 chấm luôn, có găng tay một chạm, camera kép luôn. Xài được 2 SIM 4G luôn. Máy móc ok, màn hình chạy thôi, thực sự là màn hình còn đẹp ha. Đó, đẹp kê luôn. Em tải sẵn ứng dụng luôn, em bán có 700 rồi nha, 700k luôn. Mã số là 427 nha, xài được 2 SIM luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, xài tốt lắm ha, bỏ SIM nghe gọi tốt lắm ha. Đó, pin thì tốt luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Cây này chơi được tất cả loại game Liên Quân Wi-Fi V-Up luôn nha. 700k, mã số là 427 nha. Rồi cây 429 nè. Cây này cây Galaxy S8 Plus nha. S8 Plus, RAM 464, Android nó 9 chấm. Cây này phiên bản xài được 2 SIM ha. Sạc đuôi tai si, có sạc không dây, đo nhịp tim, găng tay một chạm, màn hình Super AMOLED cong luôn ha. Màn hình không ám ố, không gì hết luôn. Màn hình không ám ố gì luôn. Đó, rin luôn ha. Máy móc ok, trắng nõn ha, đã ha. Cây này màn hình đẹp nữa không. Cây này đó em cầm 9-10 triệu đi mua nó không nổi. Giờ em bán có 2,3 triệu. Mã số là 429 nha, 429 ha, xài được 2 SIM luôn. Sạc đuôi taxi ha, sạc nhanh luôn ha. Đó, máy móc ok, sạc không dây nữa. Màn hình Super AMOLED luôn. 429 nha, 2,3 triệu nha. Rồi mã số là 382 nè. Cây này cây Galaxy Z500 nha. Cây này bị nứt. Đó, nứt mà, nứt chỗ này ha. Cảm ứng thì xài bình thường nha. Đó, cây này rin nguyên cây luôn. Đó, full chức năng luôn mà bị nứt thôi ha. Học online tốt Android nó 5 chấm luôn. Em bán 300 ha. Thường thường cây này em bán 500 á, Z500 mà. Em bán 300 ha. Mã số là 382 nha. Đó, xài bỏ được 2 SIM nghe gọi luôn ha. Máy móc ok, rin nguyên cây, màn hình rin men rin luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, bị nứt thì không ảnh hưởng gì mấy nha. Bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa ha. Có 300k ha, mã số là 382 nha. Rồi cây 383 nè. Cây này Galaxy G530 nha. Học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 300. Bỏ được 2 SIM nghe gọi tốt luôn ha. Đó, rin nguyên cây luôn. Màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn nha. Rồi nãy em quên mở nguồn ha. Rồi, máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây luôn nha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Bỏ được 2 SIM nghe gọi tốt luôn ha. Đó, em bán có 300k, mã số là 383 nha. Rồi cây 384 nè. Cây này Galaxy Z200 nha. Màn hình rin hơi ám nhẹ ha. Học online tốt Android 5 chấm luôn. Em bán cũng có 300 thôi nha. Thường thường cây này em bán 400, bữa nay em bán có 300 ha, do bị ám nhẹ ha. Mã số là 384 nha. Nó xài được 2 SIM luôn á. Màn hình rin luôn, máy móc ok luôn, bền lắm nha. Đó, chắc nịch ha. Pin rời luôn, dễ thay, dễ sửa, dễ xài luôn ha. Có 200k, 300k là mua sở hữu cái này ha. 300 ha, mã số là 384 nha. Rồi cây 385 nè. Cây Galaxy Z2 Prime nha. Học online tốt Android 6 chấm luôn. Cây này xài được 2 SIM 4G luôn. Em bán có 350 rồi, cũng Sam luôn nha. Mã số là 385 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn. Màn hình rin men rin hết toàn bộ luôn. Đó, xài được 2 SIM 4G nữa. Pin thì tốt ha. Đó, rin nguyên cây luôn. Ôi, ôi đã có 350 rồi. Mã số là 385 nha. 386 nè. Galaxy Z200 full cây ha. Rin nguyên cây, học online tốt Android 5 chấm luôn. Em bán 350 thôi. Mã số là 386 ha. Xài được 2 SIM luôn nha. Đó, máy móc ok, rin nguyên cây, màn hình rin men rin, pin rin hết toàn bộ. Pin thì tốt ha. Tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi. À, máy móc ok, 350 nha, mã số là 386 nha. 387 nè, cũng là Galaxy Z200, học online tốt Android 5 chấm luôn. Xài được 2 SIM luôn ha. Em bán 350 luôn, mã số là 387 nè. Nên em hạ giá em bán cho banh chành nữa luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi ha. Màn hình tốt lắm, rin luôn ha. Màn hình này bền lắm. Rồi theo máy là, màn hình theo máy là nó bền chắc nịch nè. Nó gớt cùi cùi luôn, bình thường nó không bể, nó cứng lắm.
Dạ, trừ khi giờ đập mạnh thiệt mạnh mới bể thôi. Mã số là 3387 ha, 350 nha. Rồi cái 388 nè, cây này cây GTS 1516 Plus nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán có 350, xài được 2 sim luôn. Dỡ cái nắp này lên ha, cái nắp nó nằm ngay chỗ này, dỡ lên xài được 2 sim một thẻ nhớ nha. Em bán có 350, pin thì trâu như con bò luôn. Mã số là 388 nha. Bỏ 2 sim nghe gọi đi ruộng đi nương này kia nghe gọi đã luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, ứng dụng sẵn đó nha nha. Đó, sợ bà con tải không được, em tải sẵn luôn rồi. Chỉ cần vô đây ứng dụng thôi đủ chơi rồi ha. Đó, những cái này thôi cũng lời nữa. Pin thì tốt lắm, xài được 2 sim pin thì tốt lắm ha. Mã số là 388 nha, 350 nha. Rồi cái 389 nè, cây này cây VMAX Pi nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 400 em sụp luôn, em bán 350 luôn. Bỏ được 2 sim gọi tốt luôn, màn hình nó hơi chạy nhẹ nha, nhưng mà được cái riêng nguyên cây full chức năng không lỗi gì hết nha. Đó, thường thường cây này em bán 500 á, nên em bán sổ luôn cho bà con luôn, sổ cho hết lãi luôn. Đó, cây full chức năng luôn, VMAX Pi luôn, xài được 2 sim luôn nha. Em bán 350 luôn, mã số là 389 nha. 389 nha. Nó máy móc ok full chức năng ha. Rồi 390 nè, Oppo F1S nha, cây này bị nứt. Nó nứt một đường ha, nứt đường lên đây ha, cảm ứng thì xài bình thường. À, máy móc ok, màn hình thì full green. À, nó máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán sổ luôn nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán có 400 rồi nha, do mình nứt em bán 400, thường thường em bán 700-800 ha. Mã số là 390 nha. Đó, Oppo F1S luôn, máy móc ok, xài được 2 sim 4G luôn nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi nè. Nứt thì nứt, xài xài cảm ứng xài bình thường ha. Cảm ứng không lỗi gì hết luôn nha, không lỗi cảm ứng nha. Đó, cây ghê gớm hùng, em bán có 400k, mã số là 390 nha. Bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạp vì theo 50% nha, cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi 390 400k ha. Rồi 391 nè, cây này cây Oppo F1S luôn, bị ám ha, không nứt nha, màn hình nó là rin luôn mà bị ám ha. Cây này thì RAM 2, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha, 500 luôn. Cây này em bán có 500 luôn ha. Mã số là 391 ha, có bán có 500k, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. À, đẹp Ken Spen luôn, nói ám gì chứ đâu có ám gì mấy đâu. Nó xài bình thường luôn, con đẹp Ken luôn nè, nó ok luôn ha. Pin thì tốt, xài được 2 sim 4G luôn. Rồi em bán có 500k, mã số là 391 nha. Rồi cái 393 nè, Mobitas X1 nha. Cây này có găng tay luôn nha, nó có găng tay luôn, xài được 2 sim luôn. Cây này nặng kịch luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm luôn. Em bán có 550 luôn. 550 luôn, mã số là 393 nha. Thường thường cây này em bán 700 á. Em bán có 350 luôn. À, màn hình RAM 3, bộ nhớ 32, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt. Đó, rất là chạy mượt luôn nha, chạy như là không thấy đường. Máy móc ok, mạnh lắm. Nè, Mobitas mạnh cực kỳ luôn ha. Bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Pin cũng tốt nữa ha, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Rồi 550 thôi, mã số là 393, RAM 3 nha. Rồi 395 nè, cây này cây Galaxy Z700 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán có 500k, mã số là 395 nha. Xài được 2 sim. Đó, full chức năng, màn hình Green Mandarin hết toàn bộ luôn. Màn hình Green Mandarin luôn. Đó, cây này nó hơi chạy màn hình nhẹ nha, hơi chạy nhẹ chứ không ảnh hưởng dáng cường lực nó hết nha. Đó, cây này được cái màn hình Green Mandarin hết toàn bộ luôn. Em bán có 500k nha. Mã số là 395 nha, 395 ha. 396 nè, cây này Galaxy Z700, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 600 nha, xài được 2 sim 4G luôn. Được cái là Green hết toàn bộ, màn hình Green Mandarin Green hết luôn. Máy đẹp nữa. Green hết toàn bộ luôn nha. Ồ, màn hình rin luôn, đẹp Ken Spen luôn. Ai mà nói màn hình lô cho luôn nha. Rin thì nó rin nha. Cây này á, màn hình rin hiếm lắm, mà cứng khừ. Màn hình rin của Sam á, nó không ít khi nào bể lắm, trừ khi đập da đập mạnh thiệt mạnh mới bể chứ nó cứng khừ ha. 600k, mã số là 396 nha.
Rồi 397 nữa cũng nó nữa ha, Galaxy Z700 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, em bán 600, riêng nguyên cây full chức năng luôn ha. 600k mã số là 397 nha, xài được 2 sim 4G, màn hình Rinman, Rin hết toàn bộ luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng, pin rời dễ thay, dễ sửa, dễ xài luôn nha. Đó, đã lắm nha, đó, màn hình đẹp luôn nha. Rồi em bán 600 nha, mã số là 397 nha. Rồi em có cây 398 nè, cây này là cây iPhone 6G nha, nó bị nứt tí nỉ ở dưới đây miếng ha, bị mẻ ở dưới đây nè. Đó, máy móc ok luôn, bấm nút home cái là ra nè, tải gắn tài khoản vô tải về xài ha. Máy này thì mạnh lắm nha, chơi được game Liên Quân Wi-Fi backup, tất cả ứng dụng được tải được hết luôn ha. Nhập cái tài khoản vô thì tải thôi nha, tài khoản ở đây ha. Đó, nhập tài khoản vô đây thì tải ha, tải được hết luôn. Máy móc ok luôn, em bán 650 thôi, 650 hồi đó cầm 8-9 triệu đi mua nó, mà giờ em bán có 650 thôi. Đó, máy móc ok quốc tế luôn nha, bỏ sim nào cũng nghe gọi được luôn nha. Đó, em bán 650, mã số là 398 nha. Rồi cây 401 ha, 401 ha, cây này cây Redmi 5 Plus ha, chuyên về chơi game Liên Quân Wi-Fi backup ha, găng tay một chạm, camera kép, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn, chơi Liên Quân thì khỏi nói luôn, nó mạnh dữ dằn lắm. Zalo, Facebook, YouTube thì khỏi nói, chơi không thấy đường. Em bán 800 nha, mã số là 401 nha. Máy thì mạnh cực kỳ luôn ha. Nó mạnh mẽ, full chức năng luôn. Người ta kêu mua mà em không bán luôn á. Máy này mạnh lắm, cực kỳ luôn ha. Đó, máy mạnh quá trời mạnh luôn. Máy ok luôn ha. Đó, chơi được game tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi về up luôn ha. Đó, em bán ghẻ ghề luôn, có 700-800k ha, 800k mã số là 401 nha, 800k nha. Rồi 341 nè, cây này Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt, Android nó 6 chấm luôn, cây này xài được 2 sim luôn, cũ còn sam luôn ha. Đó, em bán có 350 rồi, mã số là 341, không nứt, không bể, không gì hết luôn, Rin nguyên cây full chức năng, màn hình Rin men Rin hết toàn bộ luôn. Đó, máy móc Rin hết luôn, tải sẵn ứng dụng vô rồi con luôn. Đó, thấy chưa, máy móc pin thì tốt lắm, pin rời nữa ha. Đó, máy móc ok luôn ha, xài được 2 sim 4G luôn. 341 nha, 350 thôi, 350 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel ha, cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha, cọc 100 thì em sẽ bao ship nha. Ai có tài khoản thì chuyển khoản nha, bên em bán có cọc nha. 350, mã số là 341 nha. Rồi 342 nè, cây này cây Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này màn hình nó đẹp lắm nha, màn hình super luôn ha. Đó, máy móc ok, Rin luôn, màn hình Rin luôn, không chạy không gì hết, màn hình nó đẹp kênh luôn ha. Vỏ thì xấu qua 5 tháng thôi, nhưng mà máy cũng còn ok lắm, bền lắm nha. Rồi cây này 400 nha, mã số là 342, xài được 2 sim luôn, cũ còn sam luôn. Đó, màn hình này cái bền nó cực kỳ luôn, chắc nịch hết nha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi nè. Đó, ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha. Pin thì rời luôn, dễ thay, dễ sửa, dễ xài luôn ha. Rồi 400 ha, mã số là 342 nha. Nhỏ gọn lắm mà nó bền lắm. Rồi cây 343 nè, cây Huawei U00 nha. Đó, cây Huawei U00 luôn, cây học online tốt, Android nó 6 chấm, xài được 2 sim, pin thì nặng lắm. Máy móc ok luôn ha. Em bán 400 nha, mã số là 343. 343 nha, nút nguồn nằm đây ha. Đó, màn hình Rin men Rin hết toàn bộ luôn. Mà Android nó cao luôn ha, Android nó 6 chấm luôn ha. Tải sẵn ứng dụng vô bà con luôn, pin thì tốt lắm, xài được 2 sim luôn. Đó, bỏ ra có 400 sở hữu được cây này ha, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Đó, mã số là 343 nha. Rồi cây 344 nè, cây 344 là Galaxy Z320 nha, cây này hơi ám nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này nếu mà không ám thường thường em bán cũng 500 ha. Cây này ám em bán có 400, mã số là 344. Cây này xài được 2 sim 4G nha, đây 4G ha, nó 2 sim 4G luôn. Màn hình green luôn ha, máy móc ok, full chức năng luôn. Cây này ám nhẹ nha, chứ không ám nặng, ám nhẹ xìu. Anh super anh để ngoài nắng anh chạy cái bị hắt nắng ha, nhưng mà được cái riêng nguyên cây full chức năng luôn, xài rất là bền nữa ha. 400k thôi, sở hữu cây này sẽ bỏ 2 sim nghe gọi 4G luôn ha, mã số là 344 nha. Rồi 345 nè, cây này Galaxy Z400 nha, bị ám nhẹ ha, riêng nguyên cây luôn, màn hình riêng nè, men riêng hết toàn bộ luôn nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn,
Cây này em bán 400 ha, mã số là 345 nha. Đó, 345. Máy móc ok, full chức năng luôn. Con cá nó lội đã luôn ha. Được máy móc luôn. Nguyên nguyên cây luôn, màn hình rin men rin luôn, hơi ám ha. Đó. Chứ không ám là em bán giá 6-700 ha. Hơi ám nè. Rồi em bán có 400k, bỏ hai sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Mã số là 345 nha, 400k ha. Máy móc cũng còn đẹp, ken chaben của thằng Sam luôn ha. Pin rời luôn ha, hai sim luôn. Rồi 346 nè, cây này kêu Huawei NL21 nha. Học online tốt, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán có 450, xài được hai sim, pin thì tốt ha. Đó, pin thì tốt luôn. Máy móc ok, pin rời luôn ha. Mã số là 346 nha, 450 thôi, xài được hai sim luôn, rin nguyên cây luôn. Màn hình rin là men rin rin hết, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt ha. Em test gắn, cố gắng test kỹ cho bà con nha. À, 346 nha, 450 ha. Rin hết toàn bộ luôn, bỏ sim nghe gọi ok, pin thì tốt lắm, nặng kịch ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel ha, 50% nha, cộng 100 thì em sẽ bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. À, bên em bán có cọc nha, 346 ha, 450 nha. Rồi 347 nè. Đó, cây này cây Redmi 5A nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Android cao lắm ha. À, cây này xài được hai sim luôn ha, có hồng ngoại luôn nha. Nó hai sim một thẻ nhớ luôn. Cây này thì 8 nhân mỗi nhân 2 hết nó mạnh lắm. Em bán 550 bây giờ em bớt luôn, em bán 500 thôi ha. 500k mã số là 347, cây này mạnh dữ lắm ha. Nó mạnh lắm. Nếu mà tầm giá mà tầm ngái nó mạnh dữ dằn lắm ha. Đó. Máy móc ok luôn ha. Em để lâu rồi không sạc pin nó hết pin ha. Chút nữa em sạc lên rồi đầy đàng hoàng em mới ship cho bà con ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này 500k ha, mã số là 347 nha. Rồi 348 nè, cây này cây Mi 5A nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 500 nha, mã số là 348 nha. Cây này xài được hai sim luôn, có hồng ngoại luôn nha. Đó, hai sim một thẻ nhớ luôn. Đó, máy móc rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình rin men rin rin hết toàn bộ luôn ha. À, pin thì tốt lắm nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, riêng nguyên cây luôn, 500k nha, mã số là 348 nha. Mạnh lắm, sở hữu được 8 nhân, mỗi nhân chạy 2 hết luôn. Mạnh lắm nha. Đó, cực kỳ luôn ha. Rồi, 348 nha, 500k nha. Rồi, cái 357, 56 nè. 356 là Oppo A71 nha. Oppo A71, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 600 rồi nha. Xài được hai sim luôn á, hai sim luôn, của ông bộ luôn. Mã số là 356 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng, rin nguyên cây luôn. Màn hình rin, man rin hết toàn bộ luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, pin thì tốt lắm nha. Đó, test ok hết toàn bộ luôn nha. Màn hình cũng còn đẹp lắm ha. Rồi 356 là có 600k thôi nha, 600k ha, gam 3 luôn nha. Rồi cái 360 nè, Galaxy Z700 nha. Đó, Z700 ha, cây này màn hình rin hết toàn bộ luôn ha, rin hết. Man rin hết toàn bộ ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán có 600 rồi nha. Mã số là 360, xài được 2 sim pin rời luôn nha. Đó, cái dòng này là pin màn hình rin đúng đẹp, cái bên cứng khừ à. Đó, cái dòng màn hình bự nữa, được cái màn hình riêng luôn nha. Đó, pin thì tốt lắm, pin rời luôn, dễ thay, dễ sửa, dễ xài luôn ha. Đó, Galaxy Z700 ha, 600k, mã số là 360 ha. Rồi 361 nè, em có cây Redmi S2 nha, chuyên về chơi game nha. Camera kép nè, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 700 thì chơi game rồi, liên quân này kia ok hết toàn bộ ha. Mã số là 361 nha. Đó, máy cũ qua 5 tháng thôi mà chơi game được hết. Màn hình đẹp nha, màn hình nó không lỗi gì hết. Đó, em tải sẵn ứng dụng game rồi kia sơ sơ ha. Về tải thêm chơi ha, cây này mạnh dữ lắm nha. Đó, 700k nha, mã số là 361 nha. Rồi 363 nè, cây này cây Galaxy A6 nha, găng tay nằm đây ha, xài được hai sim nha. Đó, máy móc ok luôn, còn cùi cùi luôn, xài được hai sim một thẻ nhớ luôn nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Em bán 750 rồi.
750 nha, mã số là 363 nha. Đó, máy móc ok, màn hình Rin luôn, máy móc ok luôn ha. Đó. Đó, pin thì tốt nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi ha. Đó, máy móc ok luôn ha, cục cụi. Cây này 750 nha, mã số là 363 nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32 nha. Ai không thấy rõ thì dòm cái tem này ha, là khỏi còn nghe em nói cũng được ha. Cái tem này nói lên tất cả nha. 363 nha. Rồi cái 366 nè. 366 nha. Ở cây này cây Galaxy Note 5, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Ở Note 5 nha. Ở cây này cũng có sạc không dây luôn, có đo nhịp tim luôn. Máy móc ok luôn ha, em bán 900 nha. 900 màn hình Super AMOLED luôn. Mã số là 366 nha. Đây màn hình đẹp trên span luôn ha, màn hình tròn, có lợi tải con cá nó lội một cái ha. Đó, màn hình đẹp luôn, không ám ố gì luôn nha, đẹp kênh luôn ha. Note 5 nha, có cây viết luôn nha. Cây này thì có cây viết luôn nha. Đó, 900k nha, mã số là 366 nha. Rồi cái 367 nè. Đó, cây này cây Oppo F9 nha, block. Đó, màn hình không nứt không bể không gì hết, đẹp kênh luôn, green luôn ha. Đó, bị bụi vào cái lót ha, bị lót miếng nha. Đó, găng tay đẹp quá trời luôn, màn hình cái lưng nó chiếu chiếu ha, camera kép luôn nha. Xài được hai sim 4G luôn. RAM 4 nha, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán 900 nha, mã số là 367 nha. Đó, 367 luôn. Màn hình nó đẹp trên span luôn, sâu đã không? Màn hình Super AMOLED luôn. Đẹp ha. Đó, bị lót uổng quá trời, bị bụi vô cái màn hình lót á chứ không ảnh hưởng gì mấy nha. Nó bị bụi vô nè. Bụi vô không ảnh hưởng gì mấy nha, xài bình thường rất là mượt, chơi được tất cả các loại game luôn. Rồi cây này em bán 900 nha, mã số là 367 nha. Rồi 370 nè, 370 là Galaxy S8 cộng nha, S8 Plus ha, bị ám nhẹ, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm luôn. Đó, cây này thì có sạc không dây nè, có đo nhịp tim ha, có găng tay nằm đây ha. Màn hình cong luôn ha, màn hình cong Super AMOLED luôn, sạc đuôi tai chi luôn. Ở máy móc ok luôn ha, nó bị ám thôi. Đó, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn, nó bị ám nhẹ ha. Cây này thì màn hình nó rin thì phải ám rồi. Ở ám nhẹ thôi, xài bình thường còn mượt lắm, màn hình nè ok luôn ha, không nứt không bể không gì hết luôn. Em tải sẵn con cá nữa ha, tải sẵn ứng dụng hết cho bà con ha. Đó, cây này rồi chớ cầm mười mấy triệu á chứ mà không phải đơn giản đâu ha. Bây giờ mình có 1,2 triệu mua được cây này rồi, có 1,2 triệu sở hữu được cây này ăn S8 Plus ha. Rồi mã số là 370 nha, 370 trải nghiệm sạc không dây ha, đo nhịp tim ha. Màn hình Super OLED trong chơi game được luôn nha, chơi tất cả các loại game luôn nha. Rồi cây đầu tiên là 320 nè, mã số là 320 ha, cây này Galaxy Z2 Prime nha, học online tốt, Android 6 chấm luôn. Cây này nó bị lót một tí nị ha, không ảnh hưởng gì hết. Em bán 300 nha, xài được hai sim 4G luôn á. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn, nó bị lót chích nị nhẹ hiều ha, không ảnh hưởng tới màn hình nha. Máy móc ok full chức năng luôn, em tải sẵn dụng cho bà con rồi ha. Đó, máy móc ok luôn ha, riêng nguyên cây full chức năng luôn của người Sam luôn. Đó, cái em bán có 300k ha, bỏ sim nghe gọi cũng lợi ha. Mã số là 320 nha, hai sim 3 4G luôn nha. Rồi mã số là 321 nha. Cây này Galaxy Z2 Prime học online tốt, Android 6 chấm luôn. Đó, cây này em bán là 350 nha, mã số là 321 nha, xài được hai sim 4G luôn nha. Máy móc thì được riêng nguyên cây full chức năng không lỗi gì hết. Đó, riêng nguyên cây bỏ sim nghe gọi luôn, pin thì tốt hơn. Máy móc ok luôn ha. Rồi bên em bán có cọc nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha, cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Rồi 321 nha, 350 ha. Rồi 324 nè, cây này Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán 400 nha, cây này xài được hai sim. Nó là nhỏ gọn mà màn hình nó rin thoải mái luôn. Cây này thì bền cực kỳ luôn, pin thì tốt, pin rời luôn mà hai sim luôn nha. Nó bền lắm. Cái màn hình không mà rin nó bền cực kỳ luôn, cứng khừ. Nó nhỏ nhỏ bỏ túi đi ruộng đi đi này kia là cứng khừ luôn ha. Thấy nó nhỏ vậy đó, chứ nó bền cực kỳ luôn. Bỏ hai sim nghe gọi tốt luôn ha.
Em bán có 400 ha, 400 mã số là 2324 nha, xài được 2 sim nha. Cái màn hình không là dư giá tiền luôn á. Nó nhỏ gọn hơn, gọn hơn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó, pin thì tốt lắm, bỏ túi ngay đi cuộn rồi đã lắm ha. Đó. Mã số là 234 400k nha. Rồi 235 nè. 2 325 325 ha. Cái này Galaxy E5 nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn. Cái này em bán 450 nha. Đó, E5 xài được 2 sim luôn. Máy móc màn hình đẹp ken luôn ha, màn hình đẹp lắm. Đó, màn hình khỏi nói bằng giá tiền luôn ha, màn hình này. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con rồi, pin thì tốt lắm, bỏ 2 sim nghe gọi luôn ha. Đó, em quay vòng vòng ha. E5 nha. Đó, 450, mã số là 325 ha, xài được 2 sim ha, đong là 2 sim ha. Rồi cái 326 ha. Cái này cái V Smart Bi ha, V Smart Bi RAM 2 bộ nhớ 16 Android 7 chấm luôn. Cái này pin rời dễ thay, dễ sửa, dễ xài, xài được 2 sim, màn hình thì zin nguyên cây full chức năng. Thường thường em cái này em bán 500 á, bữa nay em sổ em bán cái này có 450 à. Tải ứng dụng sẵn hết trơn rồi. Máy móc ok, pin rời luôn ha. Đó, sạc nằm trên đầu ha, máy móc màu xanh đẹp ha. Cây này full chức năng zin nguyên cây luôn ha. Em bán có 450 à. Mã số là 326 nha, 326 ha. Xài được 2 sim luôn. Sim dỡ cái nắp này ra ha, ngay chỗ này nè. Dỡ cái nắp này ra có bỏ được 2 sim một thẻ nhớ ha. Rồi cái 327 nè, cây này cây Mobitouch S nha. Cây này nặng kịch nè, nặng lắm nha. RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm luôn đó nha. À, em bán có 450 cũng xài được 2 sim nha. Mã số là 327 nha. Pin thì trâu lắm. Máy móc ok luôn ha, rin luôn nha. Màn hình rin, men rin, rin hết luôn. Đó, em bán rẻ bèo cho bà con xài luôn. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa. Mà pin nó trâu lắm, pin này nặng kịch hả nha. Đó, dòng Mobitouch ha. Đó, cây này 450 nha, mã số là 327 nha. Rồi, 329 nè, cây này Galaxy Note 3 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 5 chấm. Cây này em bán 500k nha, màn hình Super AMOLED có cây viết luôn nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, màn hình Super AMOLED của con Sam luôn á, không phải thường đâu nhỏ. Đẹp ken span màn hình con cá loại điểm ảnh rất là cao nha. Nó Note 3 hồi đó em cầm bộn tiền đi mua mới có hồng ngoại luôn nha, có hồng ngoại luôn nha. Rồi cái này em bán có 500 mà trải nghiệm Note 3 ha. Mã số là 329 nha. Đó, phái móc ok full chức năng luôn, đã luôn ha. Vỏ cũ qua 5 tháng thôi màn hình còn còn đẹp nha. Rồi ai mua thì cọc quá ha. Bên em mua 5 cây thì giá sỉ nha, 5 cây trở lên mà trong một đơn giá sỉ ha. Rồi 329 nha, 500k ha. Rồi mã số là 331 nè, Redmi 5A nha, Redmi 5A nhỏ mà có vỏ nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm, sở hữu được 8 nhân 8 nhân mỗi nhân 2 Hz nha. Cực kỳ mạnh luôn, 8 nhân xài trong một lúc nha. Chạy một lúc 8 nhân con chip 8 nhân ha. Đó, em bán có 550, mã số là 331 nha. Xài được 2 sim một thẻ nhớ. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, so với dòng khác nó mạnh lắm nha. Mạnh lắm. Rồi, RAM 2 bộ nhớ 16 mà 8 nhân nó chạy là màn hình riêng luôn. Mà em bán bẻ bèo ha. Đó, có sở hữu rồi. Có 550 xài được cây này ha. Mã số là 331 nha. Bỏ túi đi ruộng đi đồng đi này kia có hồng ngoại luôn nha. Hồng ngoại là mình chỉnh được tivi hay là máy lạnh hay là cái gì mà có remote đó là mình tích hợp vô đây được hết luôn nha. Mã số là 331 nha, 550 ha. Rồi 334 nè, cây này ghi Galaxy S7 nha. S7 hồi đó bộn tiền chứ không phải thường đâu. Cây này có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè, màn hình Super AMOLED luôn. Màn hình này đẹp luôn nha. Màn hình này là đẹp luôn, chỉ bị ám thôi nha. Nó nếu mà ám nhẹ thôi, nó xài vẫn thường thường nha. Cây nào mà không ám là bộn tiền á. Em bán có 600 mà cây này RAM 4 bộ nhớ 32 luôn, Android 8 chấm, màn hình Super AMOLED. Nó chạy như là xe tăng nữa, chạy mạnh lắm nha. Nó mượt lắm, cực kỳ luôn. Nó chạy cực kỳ RAM 4 của con Sam không phải đơn giản đâu ha. Đó, màn hình Super AMOLED nữa, chơi game được luôn á, Liên Quân Wi-Fi V-Up chơi được hết luôn ha. Có sạc không dây không mà đủ tiền ha. Có 600k thôi. Mua về trải nghiệm màn hình Super AMOLED của con Sam ha. Mã số là 334 nha, bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha.
máy móc ok luôn ha, trừ khi rớt bể thôi chứ bền lắm. Đó, em tải sẵn game bọng này kia đầy đủ ha, chơi game không cũng lời nữa. Đó, bỏ túi nghe gọn đi ruộng đi đám này kia ok luôn ha. Đó, 334 nha, có 600k thôi nha. Rồi 336 nè, cây này cây Apple F3 nha, bị ám nhẹ ha, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm luôn. Đó, RAM 4 64 luôn nha, em bán có 700. Thường thường RAM 4 này của Hồng Bồ em bán tới giá tới 1 triệu, 1 triệu 2 á, mà giờ em bán có 700 ha, mã số là 336 nha, xài được 2 sim luôn nha. Đó, máy móc ok luôn, bị ám nhẹ thôi, màn hình Rin luôn nha, Rin toàn bộ luôn, máy móc Rin hết luôn. Đó, em bán nhẹ ha, nó màn hình ám nhẹ thôi chứ không ảnh hưởng gì mấy nha. Được cái RAM 4 mà găng tay nút hôm là cảm ứng luôn nha, găng tay một chạm luôn đó, chạm vô là phật găng tay lên liền ha. Bài 700k thôi mà rất là mạnh luôn, chơi được tất cả các loại game luôn nha, mã số là 336 nha, 700k ha. Rồi cái 338 nè, cây này cái Galaxy Note 5 nha, nó Note 5 luôn, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này có sạc không dây nha, đó có đo nhịp tim luôn, đó, màn hình Super OLED có cây viết luôn nha, em bán có 850 nha, đó do chóp thủy nha, chứ màn hình đẹp nha, đó 850, mã số là 338 nha, đó Note 5 luôn chứ không phải thường luôn nha, màn hình thì đẹp, chóp thủy đang miếng không sao ảnh hưởng gì hết nha, ví dụ mình không thích á, thì mình đi ép kính ha. Đi ép kính lại là nó hết chóp thủy nha, còn để vậy thì nó chóp thủy miếng thôi, chứ màn hình thì không ám không ố không gì hết luôn, đẹp nha. Ờ, tải sẵn ứng dụng luôn, nó màn hình đẹp ken luôn ha, trắng bóc. Ờ, chỉ cho thấp thị tí không ảnh ảnh hưởng gì mấy nha, mình dán gần lực full nó cũng che lại nữa, nhưng em để vậy em bán ha, chứ em mà đi ép kính em bán tới 1,2 triệu nữa, 1,1 triệu, em để vậy em bán có 850 cho bà con xài ha, mã số là 338 nha, 850 nha, Note 5 á. Em có cây G7 Pro màu đen ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Đó, cây này thì khách hàng có dán keo em lột ra còn bóng lưỡng ha. Đó, em bán 900 nha, mã số là 339, xài được 2 sim 4G luôn nha. Đó, máy móc ok, full chức năng, em tải sẵn con cá, lội một cái màn hình nó đẹp ken, xe ben luôn nha. Đó, em lội sẵn luôn, đã luôn ha. Đó, màn hình máy móc ok, full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. Xài được 4G luôn, 2 sim luôn nha, của thằng Sam luôn nha. Đó, màn hình không vết chày luôn nha. Ồ, đẹp ken xe ben màu đen ha. Ở đây nó chày cái vỏ tí nị hơn, không ảnh hưởng gì mấy nha. Mã số là 339 nha, 900k ha, G7 Pro nha. Đó, còn đẹp ken luôn ha, xài 2 sim 1 thay nhớ luôn nha. Này này mua bao da nữa thôi, khỏi nói luôn, đã cực kỳ luôn. Bên em bán rẻ quá nên không có cho theo nhiều nha, chỉ cho theo cổng cáp theo máy luôn nha. Cổng cáp sạc là dây sạc ha, cho mỗi cái máy là một cổng dây ha, chứ không cho được nhiều, tại em bán càng rẻ càng tốt cho bà con ha. Còn mấy cái đó thì mua dễ hoặc là ở nhà có sẵn á, nên mình ghim vô mình xài chung được hết luôn ha. Rồi 900k mã số là 339 nha.